Hà Nội bắt tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày. Ngày 13 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, thông tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo. Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung, bí thư thành phố chỉ đạo, sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày, cơ bản không để cho người dân di chuyển trong 7 ngày. Ngày mai quận huyện sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, xấu độc nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố. Vì vậy, người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống, không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực. Hương Quỳnh, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.